Wow, khung cảnh thật yên bình ha anh chị. Ngày hôm nay Long Hoài xin giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất vườn, một homestay xây dựng đang dang dở, tọa lạc tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp với lại hồ Sông Rây. Xin giới thiệu hồ Sông Rây là hồ giáp với hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và không khí ở đây thì cực kỳ mát mẻ luôn anh chị. Ngày hôm nay Long Hoài xin đại diện cho anh Chí quay chính chủ thửa đất ngày hôm nay. Ví dụ như anh chị cô chú mình thì đang mong muốn tìm kiếm một thửa đất view hồ Sông Rây thì mình có thể tham khảo thửa đất ngày hôm nay ha. Và hiện tại anh Chí cũng mở cửa để chào đón anh chị cô chú mình về đây tham quan. Nếu như anh chị cô chú mình ưng ý cái sản phẩm này thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho anh Chí để thương lượng, để đàm phán được một cái giá tốt nhất, không thông qua môi giới ha. Đầu tiên Long Hoài xin nói về con đường đi ha anh chị. Đường của chúng ta là đường vào tới đất ha anh chị ha. Thì từ vị trí mà cái cánh cổng này nè anh chị à, đi thẳng ra tầm khoảng gần 50 mét thôi, mình sẽ có một con đường ha. Thì con đường đó là con đường để băng xuống dưới hồ. Con đường này đi thẳng ra là mình sẽ ra tới con đường Mỹ Xuân ngay giao Hòa Bình, ngay chỗ Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn luôn anh chị ạ. Thì từ vị trí thửa đất này di chuyển ra cho tới con đường Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn là mình cách tầm khoảng gần 1,5 km thôi. Ngay chỗ đó có chợ nè, có trường học nè, có Bách Hóa nè, rồi Bách Hóa Xanh, Bách Hóa Tâm Hợp, và bám theo cái trục đường này nè là rất là nhiều dân cư và hoạt động kinh doanh buôn bán cũng tấp nập luôn anh chị. Lát nữa Long Hoài xin chạy vòng quay quang cảnh xung quanh, song song đó Long Hoài xin đưa tay cam lên trên cao để quay tổng thể cái khu vực này để gửi đến quý anh chị cô chú ha. Không khí ở đây thì cực kỳ là mát mẻ, gió mạnh lắm anh chị, gió mạnh gió mát. Đứng ngay tại vị trí này anh chị mình nhìn ha, là mình thấy là nguyên một cái hồ Sông Rây. Hồ Sông Rây này là hồ lớn giáp với hai tỉnh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Ưu điểm thửa đất vườn ngày hôm nay á là ranh giới đã được rào lại cẩn thận hết rồi ha, mình cũng xác định được ranh giới. Cái ưu điểm thứ hai là pháp lý của nó rõ ràng. Và thêm một cái ưu điểm nữa là sau quy hoạch ha anh chị, sau quy hoạch mới á, cái hồ Sông Rây này nè là nó chưa có đường vành đai bảo vệ hồ ha anh chị ha. Sau quy hoạch mới là mình sẽ có một cái con đường vành đai bảo vệ hồ, và con đường đó là nó giáp hết cái hồ này luôn. Và mảnh đất của chúng ta là cũng bị lấy vô một ít diện tích đất ha, gần khoảng 1.000 m², hơn khoảng 1.200 m² ha anh chị. Tổng diện tích của chúng ta bây giờ là khoảng hơn 4.000 m², nhưng mà sau quy hoạch mới là chúng ta sẽ bị lấy vô khoảng 1.200 m² ha anh chị. Nhưng nó là một cái ưu điểm anh chị ạ. Tại vì sau khi mà mình quy hoạch mới thì mình sẽ có một con đường vành đai bảo vệ hồ, vành đai vòng 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 cái hồ anh chị. Kiểu như hồ Xuân Hương nó có một con đường vành đai bảo vệ hồ vậy anh chị ạ. Rồi bây giờ Long Hoài cho anh chị cô chú mình cùng xem cái phần quy hoạch của thửa đất ngày hôm nay ha. Thửa đất của chúng ta có hai thửa liền kề ha. Một thửa là 3.001 m², một thửa là 1.001 m². Thì trên sổ của mình là tổng diện tích của mình là gần 4.001 m² ha. Nhưng mà thực tế thử sử dụng đã rào lưới 70 lại xung quanh là thực tế sử dụng là tới 5.008 m² lần ha anh chị. Thì sau này mình sẽ có một con đường vành đai bảo vệ hồ, thì con đường vành đai bảo vệ hồ của chúng ta là tới gần 100 m lận. Còn đây là con đường đi vào trong đất của chúng ta ha. Thì hiện trạng con đường đi vào trong đất là đường đi chung ha anh chị, còn gọi là con đường đi chung, đường không tranh chấp không quy hoạch gì, kiểu như cha cho con vậy đó, rồi đi vậy đó ha, có giấy cam kết là sau này không tranh chấp không quy hoạch gì hết. Và đây là quang cảnh tổng thể của hồ Sông Rây ha. Nhưng tại thời điểm này thì con đường của chúng ta là đường đây. Đường đây thì không thể hiện lên sổ ha anh chị. Đường đây thì kiểu giống như là cha cho con, phía trước là cha của người cha ha, phía sau là của người cho con. Và đường này đã ký giấy xác nhận lại hết rồi, ký giấy xác nhận là không tranh chấp không quy hoạch gì. Hiện trạng của nó đang là đường đất và rộng là khoảng 4 m anh chị ha. Cách tầm khoảng gần 50 m thôi là mình đã ra con đường thể hiện trên tờ bản đồ địa chính, và con đường đó là con đường bê tông rộng rãi thoải mái. Và bám theo xung quanh ở đây là rất là nhiều nhà vườn ha. Rồi Long Hoài xin bước vào từ từ ha. Ở đây thì có cái cổng nè, bằng tre, ranh giới thì đã rào lại hết rồi. Đây chạy thẳng xuống dưới đó, bọc qua bên đó, bọc qua bên đây. Nhìn nó cũng rất là vuông vắn ha anh chị. Đất thì bằng phẳng, đất đỏ ba gian, cốt đất hiện trạng luôn ha, chứ không phải là đất bồi đắp. Thông thường thì những cái view hồ, view suối thì nó sẽ có một cái độ lài xuống, nó lài xuống anh chị. Nhưng mà với cái mặt hồ ngày hôm nay á, là đất của nó không có lài, nó bằng. Mà đứng tại vị trí ngay chỗ căn nhà này nè, là anh chị trên lầu á, là anh chị dòm ra là thấy quang cảnh của tổng thể của cái hồ Sông Rây này hết luôn ha anh chị. Trên đất thì có dừa, đại đa số là dừa thôi ha.
khoảng gần 30 cây dừa, rồi một số tiểu cảnh lại. Anh này anh đang xây dựng gian dở, anh Chí này anh đang xây dựng gian dở, cần tiền quá thôi anh ra bán luôn. Nếu anh chị cô chú mình mà yêu thích một sản phẩm gần hồ như thế này mà có nhu cầu mà để cải tạo là theo cái bản demo của anh chị hoặc là theo bản demo của anh thì anh cũng sẽ hỗ trợ cái phần đó luôn ha. Đó, những viên đá được xếp rất là ngăn nắp. Sau này có thể là những cái dọc ở đây là mình trồng thêm hoa nè. Hiện tại thì ở đây anh đang trồng cỏ, trồng mảng xanh. Đó, cũng xếp hình, tạo khung hình hết rồi. Ngay đây thì có một cái nhà mát bằng lá ha, lá cỏ. Mát lắm chị, ngay đây ngủ trưa thôi cực kỳ. Cái này thì cũng tiền chế thôi ha. Rồi, ngay đây thì có một cái nhà sàn. Tại vị trí căn nhà sàn này mình chiêu ra là mình sẽ thấy được quang cảnh của hồ sông Rây ha. Giáp theo cái mạch hồ đó là rất là nhiều homestay, homestay nghỉ dưỡng. Rồi, xong ngoài review sơ sơ căn nhà này ha chị. Nói chung căn nhà này thì diện tích sàn của mình là tầm khoảng gần 30 mét vuông ha. Được lót gạch. Rồi hàng khung rất là chắc chắn ha. Ở trên thì thêm lầu nữa. Trên là có phòng ngủ nè. Phòng ngủ ở trên. Ở dưới này là khoảng sân ở dưới, được đèn trang trí đề co rồi thì rất đầy đủ rồi chị. Xe thì kiểu hình chữ nhật. Cặp này thì mình có cầu thang bước lên. Gạch bóng kiến giả gỗ ha. Bóng kiến giả gỗ. Ốp lại. Ở trên thì là phong. Lạnh nữa, nhưng mà ở đây mát lắm, mở cánh cửa ra là gió mát lạnh luôn. Rồi đi lên cầu thang. Cầu thang này đi dễ chịu lắm chị, không gấp như mấy cầu thang khác ha. Thiết kế rất là có tính toán, có khoa học đàng hoàng. Ở bên trong là được ốp gỗ hết rồi. Bên này là có cửa sổ nè ha. Bên đây là phòng ngủ nè. Rồi có cầu dao điện, bên đây cửa sổ nữa. Trong đây là bên đây là có thêm cái cửa sổ nữa ha. Ở dưới đây là hai nhà vệ sinh. Trong đó là cái bồn nước hả chị? Ranh giới của mình là lúc tới ngay chỗ kia anh chị. Nó đã rào lưới lắm rồi. Rồi bò qua đây. Bò qua tới đây, giáp với mặt hồ. Giáp bên đây cảnh buổi chiều quá là đẹp ha anh chị ha. Mùa này là cao điểm của mùa nắng, cái mực nước đó, nó ở dưới. Còn ví dụ như mà cao điểm của mùa mưa là nước nó tràn lên, nó gần tới cái mí đất của chúng ta luôn ha. Đó, khu bên đó là xuyên mộc rồi đó, ngay chỗ ngọn đồi cao cao đó, đó là thuộc xuyên mộc rồi ha, thuộc Đồng Nai rồi, thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai rồi. À, đứng tại vị trí đây là mình cũng có nhìn được một cái farm thay hơi xa hả chị, mà nét lại đó, ngay chỗ mấy cái dù đó là một cái farm thay cũng đang hoạt động luôn hả chị. Chiều thì gần đây mấy cần thủ chinh phục của con câu cá cũng hay ra đây để mà giải trí. Thì từ vị trí thửa đất này, nếu anh chị cô chú mình mà đi chợ, đi ra trung tâm thì mình mất chỉ tầm khoảng gần 1,5 km thôi ha. Ở đây thì cũng tiện đi biển Vũng Tàu, đi biển Hồ Tràm. Nếu mà anh chị mình đi biển Hồ Tràm thì nó cũng rất là tiện. Mình chạy thẳng ra ha, ra con đường liên tỉnh đó. Rồi mình chạy tới ngay chỗ đường DT765, mình chạy quẹo trái là mình sẽ về tới biển Hồ Tràm thôi. Cách biển Hồ Tràm tầm khoảng gần 30 km thôi. Còn nếu như con đường DT765 mình chạy thẳng một đường lên là mình sẽ lên tới quốc lộ 1A thôi ha. Cách quốc lộ 1A, vị trí ở đây cách quốc lộ 1A là tầm khoảng gần 20 km thôi anh chị.
Rồi, còn đây là những hình ảnh ở trên lây cam anh chị. À, lúc ngoài đang quay con đường để vào trong đất của chúng ta ha. Quay từ con đường thể hiện trên tờ bản đồ địa chính, quay thẳng vào trong đất của chúng ta. Ranh giới của chúng ta đã được rào kiên cố lại chắc chắn hết rồi ha. Tổng diện tích sử dụng của chúng ta là 5.800 m², nhưng mà trên sổ của mình á, là 4.100 m² ha anh chị. Về lâu về dài thì mình sẽ có một con đường vành đai bảo vệ hồ, đó là một cái ưu điểm ha anh chị ha. Trên đất thì đã trồng dừa, đang trồng, đang xây dựng dang dở. Ngay lúc trước thì anh Chí này, anh cũng ở Sài Gòn, ảnh về đây, ảnh tìm kiếm một thửa đất ở view hồ sông Rây để ảnh thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Công việc của ảnh là rất là bận rộn, rất là nhiều áp lực, nên anh chọn cái mảnh đất ở view hồ sông Rây để làm nơi an cư, nơi lạc nghiệp và giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi cuối tuần. Thì ảnh về đây, anh tận hưởng cái không khí trong lành này. Nhưng mà tại thời điểm này thì anh cũng kẹt tiền ha anh chị, do suy thoái kinh tế và tình hình chung của toàn quốc ha, cho nên là anh cũng buộc lòng anh rao bán cái thửa đất vườn đầy tâm huyết này. Ảnh là anh xây dựng từ 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 ha anh chị ha, tại vì nếu mà xây dựng view hồ, xây dựng một cái view, xây dựng một công trình thì bỏ ra một số tiền nó rất là lớn, thì ảnh mới xây dựng từ 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 từng phần từng phần. Đó. Cái hướng mà Long Hoài đang quay ở đó là hướng để về Xuyên Mộc anh chị ha. Vào mùa mưa thì nước nó sẽ dâng lên, nước nó dâng lên giáp với cái mặt đất của chúng ta. Đó, rất là đẹp ha anh chị. À, năm nay là năm cao điểm của mùa nắng thì thời tiết dạo gần đây nó cũng biến đổi khí hậu rất là nhiều. Những cái view hồ, view suối này là những cái bất động sản khan hiếm ha anh chị, cho nên cũng được rất là nhiều nhà đầu tư săn đón ha. Vòng ở khu vực này thì rất là nhiều nhà vườn, hôm thay nghỉ dưỡng. Khuyết điểm lớn nhất của cái thửa đất vườn ngày hôm nay á, nó là gần với cái nhà yến ha. Nhưng mà Long Hoài đi vào đây quay á, thì cái tiếng yến mà của nhà hàng xóm người ta mở nó cũng không có chát chúa lắm ha anh chị. Nó cũng không có ồn ào, nó không chát chúa như những cái chỗ khác mà Long Hoài đã từng tới và review ha anh chị ha. Anh chị cô chú mình có thể mà lại vị trí này để mình kiểm tra cho nó kỹ hơn trước khi mà mình quyết định mua một sản phẩm như thế này ha. Cứ đi thẳng thêm một trục đường này nè, là mình ra tới khu dân cư Đông Đông, ngay chỗ đó là con đường liên tỉnh rồi. Ngay chỗ đó thì chợ, trường học, ủy ban, rồi rất là nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán, rồi hàng quán, chợ đêm, chợ sáng, chợ chiều để phục vụ cho nhu cầu sống của con người ha. Và Long Hoài nói luôn cái giá ha anh chị. Cái giá mà anh Chí mong muốn cho thửa đất ngày hôm nay nó có giá là 2.2 tỷ trên 1.000 m² ha anh chị. Dòng khu vực này là trên giáp với cái view hồ sông Rây này, người ta đã bán từ khung giá 3 tỷ cho tới là 3 tỷ rưỡi trên 1.000 m² rồi ha anh chị. Anh chị cô chú mình có thể về đây mình tìm hiểu và mình định giá riêng, định giá ha. Long Hoài chị cung cấp những thông tin pháp lý và giá cả cụ thể chính xác, vị trí trên Google Maps. Long Hoài xin ghim dưới phần bình luận để anh chị cô chú mình có thể đo khoảng cách từ vị trí nơi mà anh chị đang sinh sống đến vị trí đất để mình có thể tham khảo thêm ha. Còn đó, bất động sản Long Hoài rất vui nhận được những ý kiến đóng góp của anh chị cô chú để kênh bất động sản Long Hoài ngày càng hoàn thiện mình hơn. Mến chúc anh chị cô chú mình sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ nhiều video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Hẹn gặp anh chị cô chú trong một video tiếp theo.